Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024, một số anh chị em rất bút xúc gửi những video của các kênh tấn công tôi. Các anh chị em bày tỏ sự bút xúc của mình và mong rằng tôi có một hành vi nào đó để ngăn chặn chuyện này ngay. Tôi xin trả lời các anh chị em đó khi tôi lên tiếng về thần tượng của họ tôi hiểu rằng có những hậu quả của nó tôi biết rằng có người thương và cũng có người ghét nhưng tôi sống thà để cho người ta ghét chứ đừng để cho người ta khinh cách làm của họ là bới móc xuyên tạc hoặc là mang những dữ kiện trong quá khứ những lời nói của tôi trong quá khứ khi tôi còn chống cộng cực đoan rồi phát đi cắt xén để có những sự hiểu nhầm về tôi nhưng như tôi đã nói rồi khi mà tôi lên tiếng về thần tượng của họ tôi cũng đã dự trù như vậy rồi ai cung cấp cho họ những thước phim đó là những người trước đây này nọ và bây giờ cung cấp cho những youtubers đó những youtubers đó có thể chỉ vì kiếm view kiếm like kiếm tiền bất chấp tất cả họ nghĩ rằng họ biết lắm đó họ giỏi hơn bộ công an việt nam họ giỏi hơn các cơ quan chức năng việc họ cần phải làm đó là họ cứ gửi tới các cơ quan chức năng hỏi cho ra lẽ nếu mà thấy được rồi như vậy cứ việc lên tiếng nhưng họ làm điều đó họ đang vi phạm tới 331 đó họ vi phạm vào điều 331 tôi có cần làm gì không tôi đã từng nói rồi tôi quay về với tổ quốc kẻ thương người ghét lên tiếng như vậy kẻ thương người ghét những người đó vi phạm vào điều 331 tôi là công dân Mỹ không có quốc tịch Việt Nam tôi không có yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý họ được vì đó là quyền của công dân Việt Nam nên các bạn có thương tôi bút xúc thì cũng hiểu cho vị thế của tôi tôi dành thời giờ để làm những chương trình hữu ích chứ không phải là để mà ăn thua đủ với những youtubers bẩn đó. Đó là câu trả lời cho tôi phần thứ nhất. Phần thứ hai liên quan đến những clip về vấn đề an ninh, thí dụ như là vấn đề vừa rồi, nhà nước Việt Nam bắt giam một người 29 tuổi tên là Trần Khắc Đức hoạt động cho tổ chức của ông Nguyễn gia Kiển. Ở bên Pháp á. Nhóm thông luận á, Với tên gọi là tập hợp dân chủ đa nguyên á. Thì bị chuyện. Nói rằng là bắt giam đàn em của tôi. Rồi đàn em tôi khai tài le. Thì đây là vấn đề an ninh. Người đó sẽ trả lời với cơ quan an ninh. Vì đây là vấn đề an ninh của Việt Nam cơ mà. Làm sao người đó biết người tên là Trần Khắc Đức là đàn em của Hoàng Di Hùng. Làm sao biết? Biết tại sao không cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng? Và tại sao Trần Khắc Đức là đàn em bị bắt mà Hoàng Di Hùng có thể đi đây đi đó khắp nơi trong đất nước này hiện nay vẫn ở ngoài? Là sao? Chủ kênh đó biết mà không cung cấp thông tin tức là đồng lõa. Chủ kênh đó phải nói với các cơ quan chức năng. Đừng nghĩ rằng muốn kiếm view, kiếm like thì cứ tung tin hỏa mù bị chuyện là dễ dàng đâu. Vì đến một lúc nào đó các cơ quan chức năng nhập cuộc thì đừng có trách. Tôi nói như vậy thôi. Phải hiểu đàn em bị bắt mà đàn anh có quyền ở ngoài đi đây đi đó. Ngộ nhỉ? Và có biết tập hợp dân chủ đa nguyên là ai? không biết thì để cho các cơ quan chức năng làm việc còn tung tin như vậy là làm rối mù thông tin, gây sự hoang mang bút xúc trong cộng đồng trong quần chúng mà không chính xác gây khó khăn cho các cơ quan an ninh điều tra nếu người đó vì yêu nước vì sự tự trọng biết chuyện gì đó là phải báo với cơ quan chức năng chứ không phải tung tin như thế chủ kênh như vậy à trình độ chỉ có như thế à nghĩ rằng là mình giỏi hơn cơ quan an ninh à sao không báo cáo tại sao là trần khắc đức là đàn em của hoàng di hùng bị bắt mà hoàng di hùng không bị bắt là sao đừng nghĩ rằng mình có quyền tung tin hỏa mù như thế là được đó là câu trả lời thứ hai câu trả lời có một người chủ kênh không có lý luận mà chỉ biết mạt sát tôi. Mạt sát như vậy thì cũng rơi vào khoảng 331 Bộ luật hình sự của Việt Nam. Tôi nói rồi, tôi không ăn thua đủ với những người như vậy, nhưng à các cơ quan chức năng khi mà đã nhập cuộc thì cũng sẽ làm sáng tỏ vì hiện nay bộ trưởng bộ công an cũng đã ra thông cáo là xử nặng những ai nhục mà danh dự những người khác trên mạng như thế và bộ trưởng bộ thông tin truyền thông nguyễn mạnh hùng cũng đã ra thông báo là sẽ xử phạt rất nặng trên mạng những ai chửi bới nhục mà vu khống trên mạng trong đó có youtube facebook tiktok vân vân thì những người mà làm như thế đó kiếm tiền bẩn họ cứ việc kiếm tiền bẩn như vậy đi rồi một ngày họ sẽ trả một giá rất mắc luật nhân quả đừng có giỡn tôi chấp nhận tất cả họ nhục mà tôi họ vu khống tôi họ bịa đủ thứ chuyện về tôi nhưng các bạn hỏi tôi tôi có làm gì để mà với những người đó hay không thì xin thưa các bạn làm đó là quyền của các bạn còn tôi tôi không có làm gì hết tôi tập trung công việc của tôi tôi uh, tập trung đọc báo và chuyển tải những thông tin đến khán thính giả của tôi về vấn đề thời sự quốc tế tôi lên tiếng về thần tượng của họ một lần như vậy đã đủ rồi không lên tiếng nữa không đề cập nữa chuyện đó bây giờ các cơ quan chức năng đang nhập cuộc để cho các cơ quan chức năng nhập cuộc còn những người mà thương mến thần tượng đó của họ làm ba cái trò đó đối với tôi xin lỗi quý khán giả mẹ tôi có nói thà để cho người ta ghét đừng để cho người ta khinh thì cách làm đó tôi cười, <cười> tôi cười là đủ hiểu rồi chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau